Chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, gọi thoáng cũng phải đúng cách, kẻo quần chúng lại băn khoăn. Chẳng lẽ ông Hoàng Duy Hùng là một đảng viên cộng sản hay đảng ta đã khác xưa rồi? Ông Putin hõm hỉnh gọi những người đang nói tốt cho mình và chính phủ nhưng không thật tâm là đồng chí quý ngài. Thật hay ho mà thâm thúy, rõ ràng làm sao? Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Thoáng quá ta, bài viết của Facebooker Nguyễn Ran. Tôi nhìn thấy trên mạng, chứ không dám chắc là thật hay fake về tờ giấy mời này được cho là của ban tổ chức trung ương. Đó là giấy mời ông Hoàng Duy Hùng, một Việt kiều sống ở Mỹ, đến dự buổi trao giải thưởng báo chí toàn quốc về xây dựng đảng, giải búa liềm vàng lần thứ 6 năm 2021. Không có gì ngạc nhiên cả, vì trong năm vừa rồi, ông Hoàng Duy Hùng đã có một số bài viết khá tốt về chủ đề này đã được đăng tải trên báo chí truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù góc nhìn của ông Hoàng Duy Hùng còn có những khác biệt so với cách nhìn chính thống của đảng viên và người dân trong nước, nhưng không thể đòi hỏi nhiều hơn do điểm xuất phát, môi trường và lý tưởng của mỗi bên khác nhau. Một nhân vật có tư tưởng chống cộng đến mức từng về nước với ý định đặt bom khủng bố, phá hoại tượng đài, nay đã có sự chuyển đổi về tư tưởng và hành động như những bài viết đó, cũng là điều đáng ghi nhận. Đây chính là lý do bài viết của ông Hoàng Duy Hùng được xét vào vòng chung khảo, chứ thực tình hàm lượng về xây dựng đảng trong các bài báo đó chỉ là câu chữ êm tai thôi. So với hàng ngàn bài báo khác về chủ đề này thì còn một khoảng cách rất xa. Nhưng như vậy cũng là quý rồi, sự ghi nhận đó cũng là điều cần thiết. Còn bản chất và mục đích cuối cùng của ông ta thực sự như thế nào chưa xét ở đây. Tuy nhiên, ai như thế nào thì dân cũng hiểu, có lẽ đảng phải càng tường tận hơn nhiều. Có thể nói, hiện tại, ông Hoàng Duy Hùng là một Việt kiều tích cực, là quần chúng đang sống ở trung tâm chống cộng, nhưng có quan điểm và tiếng nói ủng hộ đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trên nhiều vấn đề. Còn nếu ban tổ chức gọi ông Hoàng Duy Hùng là đồng chí thì e rằng thoáng quá, nếu không muốn nói là chưa chuẩn. Thiết nghĩ ban tổ chức trung ương là nơi thảo ra và duy trì nguyên tắc, quy chế, quy định của đảng, hẳn phải cẩn trọng từ mỗi câu từ cho đúng vai, đúng với danh phận của đảng. Hai từ đồng chí thiêng liêng lắm và cũng có danh phận của nó, phải dùng cho đúng cách, đúng nơi, đúng người, kẻo lại thành ra tào lao, thậm chí còn có nghĩa là sự nhạo báng. Gọi thoáng cũng phải đúng cách, kẻo quần chúng lại băn khoăn. Chẳng lẽ ông Hoàng Duy Hùng là một đảng viên cộng sản hay đảng ta đã khác xưa rồi? Ông Putin hõm hỉnh gọi những người đang nói tốt cho mình và chính phủ nhưng không thật tâm là đồng chí quý ngài. Thật hay ho mà thâm thúy, rõ ràng làm sao?